sống ấy, thật vô thường. Chắc là anh em nghe câu này quá là nhiều rồi đúng không? Thì con máy này nó cũng như thế. Đâu anh nghĩ được đến một ngày ấy, nó lại nát be bét như này đâu. Đố anh em biết là thế lực nào đã khiến từ một chiếc máy như mới trở nên như này đấy. Con máy này nhá, giờ em nhập vào là 12.4 triệu. Anh em có tin không? Chắc chắn ấy là nhiều anh em sẽ bảo là em nói điêu. Con này ấy, nhiều khi cho anh em còn đánh cho, chứ đừng nói đến chuyện là nhập vào hơn 12 củ. Máy thì vỡ be bét này, cả trước cả sau, bỏ nhá. Màn chảy mực sọc, bỏ. Cam trước cam sau đều hỏng, bỏ. Hỏng luôn cả Face ID. Thế nhưng nhá, mà chính sách của Hoàng Kiên ấy, là đối với những con máy rơi vỡ nát bét như này, xem như là bỏ đi rồi ấy, thì Hoàng Kiên vẫn hỗ trợ thu vào 50% giá đang bán. Nhưng con này em đang bán là 24.3 triệu, nhưng mà nó lại là bản sim vật lý thì bình thường em bán ra là cao hơn 500k. Thì bây giờ kể cả máy đã nát bét hết rồi thì cái bản sim vật lý ấy, nó có hay như không thì cũng không có tác dụng gì cả. Nhưng mà em vẫn tính thêm cả cái tiền sim vật lý cho anh khách, tức là 24.8 triệu, và em thu lại con này là 12.4 triệu nhá. Nếu như mà anh khách đổi sang một con giống y như này chỉ cần bù thêm một nửa số tiền thôi, nhưng mà anh bảo là thôi lên luôn 15 cổ mắc để cho nó đổi phong thủy. Nhớ anh em khi đi mua máy ấy, thì anh em chỉ quan tâm đến giá thôi. Nên là khi mà chẳng may máy gặp vấn đề gì thì anh em mang đi bảo hành thì mình ngớ người ra. Và nhất là đối với hàng điện tử thì cũng không ai nói trước được điều gì cả. Chẳng may lỗi, nếu mà mua bên em thì sẽ được đổi sang một con máy khác ngay lập tức. Còn cái trường hợp là rơi vỡ nát bét như này hoặc là rơi vào nước chết, con máy đấy không thể cứu chữa được nữa thì đã có em cứu các bác. Thế nhá.